Mùa hè rồi, đừng để khi bạn đi ra ngoài, bạn giơ tay bạn lên thì một nửa người bên này ngất. Hoặc là khi bạn nói bất kỳ một cái điều gì ra, một nửa thế giới này cũng biến mất luôn. Hello, xin tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay thì Linh sẽ quay lại với một chủ đề hơi tế nhị, thực ra cũng không tế nhị lắm bởi vì thì là nó là một vấn đề vô cùng là đơn giản và cơ bản mà Linh nghĩ rằng tất cả mọi người cần phải biết và cần phải nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Mùa hè đến rồi thì điều này đã càng vô cùng quan trọng hơn. Nên là mình đi thẳng ở vấn đề luôn nha, đó là vấn đề mùi. Vâng, có lẽ thì con người mà kiểu gì cũng sẽ có mùi, bởi vì là mình khi mà mình đã dậy thì khi mà mình đã phát triển hoàn thiện rồi thì các cái tuyến trên cơ thể con người nó sẽ toát ra mùi. Mùi thì nó là một cái thứ rất đặc trưng của cơ thể con người, sẽ có cả mùi hôi, có cả mùi thơm. Có những người có mùi thơm nha, tức là cơ thể họ phát ra cái mùi rất là dễ chịu, rất là thơm, nhưng cũng có những người mà cơ thể không được thơm cho lắm. Và nó không phải là một cái gì đấy đáng xấu hổ cả, mà mình biết là mình cơ thể mình có mùi thì mình cần phải xử lý và giữ gìn vệ sinh nó tốt hơn để tôn trọng bản thân mình, tốt cho bản thân mình và cũng là tôn trọng những người xung quanh nữa. Mình cùng bắt đầu với những cái thứ, những cái sản phẩm, những cái thói quen mà mọi người cần phải áp dụng để cơ thể mình thơm từ đầu đến chân nha. Đầu tiên đó là đỉnh đầu. Tóc là một cái thứ mà rất là dễ là có mùi, bởi vì là nhiều người biết đấy, bởi vì tóc là một này, nó ra dầu, da đầu mình nó sẽ ra đổ ra dầu này, khói bụi, rồi mình đội mũ bảo hiểm rất dễ gây mùi. Thế nên là con gái thì cái lịch các bạn ấy phải gội đầu có lịch đàng hoàng 2-3 hôm gội đầu một lần hay như thế nào đấy thì Linh không rõ, nhưng với con trai thì thôi, tóc mình cũng rất là ngắn, rất là mau khô, mình hãy tìm một cái loại dầu gội đầu phù hợp và mình gội đầu hàng ngày giúp Linh. Tất nhiên bạn nào mà dầu tóc không quá dầu thì có thể 2 ngày gội một lần, nhưng mà Linh nghĩ con trai mình hoạt động nhiều, mồ hôi ra nhiều, thế nên là nên gội đầu một tối thiểu ngày một lần một ngày. Và khi mà đã gội đầu sạch sẽ xong rồi thì đề nghị là sấy khô hoặc là để khô tự nhiên, nói chung phải để nó khô rồi hãy đội mũ hoặc mà hãy đi ngủ, bởi vì là khi đầu bạn còn ẩm mà bạn đội mũ hoặc là miệng bạn đi ngủ, bạn nằm bên chăn ga gối đệm ấy thì nó rất là dễ gây nấm và nó sẽ có thể tạo mùi và ảnh hưởng đến da đầu bạn rất là nhiều. Ngoài ra thì Linh cũng phát hiện ra một cái sản phẩm rất là dễ thương, đó là cái lọ trước có liên hệ cho mọi người, cái lọ xịt mùa hè mà Linh bảo là C-Sat của TG Rockaholic Thunderstruck. Cái này thì cái mùi nó rất là dễ thương. Và Linh đã, bây giờ Linh không những dùng cái này để xịt tạo kiểu, mà Linh còn xịt cái này để cho tóc mình có một cái mùi thơm rất là dễ chịu sau khi gội đầu nữa. Ngoài ra thì có rất nhiều dầu gội đầu khác mà mọi người có thể tham khảo. Và hiện tại thì Linh đang sử dụng cái dầu gội đầu của The Body Shop Sea Butter. Dòng này cái mùi của nó cực kỳ thơm mọi người, thật sự Linh cực kỳ thích cái mùi Sea Butter này luôn á. Và nó lưu trên đầu lên rất là lâu. Tuy nhiên các bạn nào mà thích những mùi nam tính thì có thể dùng những cái dầu gội đầu rất là dễ tìm thị trường như Robano, X-Men, đó, kiểu như vậy, và rất là dễ tìm và mùi rất nam tính. Rồi, tiếp đến, cái mặt thì không có gì có mùi lắm này, đến hơi thở thơm tho. Thì vâng, làm ơn là hãy đánh răng đủ 2 lần, tối thiểu là 2 lần mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Hãy dành đúng 2 phút để đánh răng, bất kể bạn dùng bàn chải điện hay bàn chải bình thường. Hãy không cần dùng quá nhiều lực đâu, cứ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng mình làm sạch khoang miệng của mình. Sau đấy nên súc miệng lại với nước, súc miệng. Và với những bạn nào mà làm ngành dịch vụ thì Linh nghĩ rằng là khi mình ăn trưa xong mình cũng nên có một cái bàn chải ở công ty để mình làm sạch khoang miệng. Ngoài ra thì Linh cũng lại một lần nữa giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm này, đó là cái sản phẩm viên súc miệng của Lush. Thì Linh vẫn đang dùng loại này, loại thứ 2 rồi. Và mỗi một lần Linh chỉ cần đổ ra một viên, Linh đổ ra một viên như thế này, Linh cho nó vào trong miệng của Linh với một chút xíu nước, Linh súc miệng làm miệng Linh rất là thơm tho sạch sẽ. Mọi người ạ, không có cái điều gì kinh khủng bằng cái việc nói chuyện với một người hôi miệng cả. Và cũng không có một điều gì kinh khủng hơn là phải hôn một người hôi miệng thì thật sự chúng ta nên chia tay nếu như hôi miệng. Và mọi người biết không, ngoài những cái, nếu như bạn đã làm đúng như cái này rồi mà bạn cảm thấy hơi thở của các bạn vẫn chưa được thơm tho, cái cách để mà mình biết được là hơi thở mình có mùi hay không nhá, đơn giản thôi, không cần thìa tút ra đây cả, mọi người có thể liếm lên tay của mọi người và mọi người để ra ngoài không khí khoảng tầm 3 giây, 5 giây cho nó bay bớt cái độ ẩm đi. Và các bạn ngửi thì đây sẽ là cái mùi mà nó gần với hơi thở của các bạn nhất.
Ngoài cái việc mà giữ gìn vệ sinh răng miệng ra thì nếu như các bạn gặp những cái bệnh lý ví dụ như các bạn bị dạ dày này, các bạn bị viêm amidan, hốc mủ hoặc là hốc các loại hốc gì đấy. Nói chung là viêm amidan mà thỉnh thoảng các bạn khạc ra những cái viên trắng trắng á, đó là sỏi họng hay là sỏi amidan gì đó thì nó rất là mùi. Thì Linh nghĩ cái này mọi người nên đi khám bệnh để bác sĩ có thể điều trị cho mình, như cắt amidan hoặc là uống thuốc để trị dạ dày. Thì cái tình trạng đấy nó sẽ bị giảm bớt, sẽ giảm bớt đi. Và mọi người nên uống nhiều nước. Nói chung là một ngày nên uống 2 lít nước. Và luôn giữ cho khoang miệng của mình ẩm. Đó là cách để cho giảm tối thiểu cái việc hơi thở bạn có mùi. Thứ ba đó là vùng dưới cánh tay. Vâng, đây là một cái vùng mà Linh cảm thấy là phần lớn các bạn bây giờ vẫn chưa thực sự quan tâm về cái vùng dưới cánh tay của mình. Không ít những lần mà thực sự mọi người, Linh mà hôm nào lỡ đi ra đường mà quên lan khử mùi, Linh lập tức phải đi ra hàng mini shop hay là bất kỳ một cái hàng nào để có thể mua được một lan khử mùi để Linh lan ngay. Bởi vì Linh cảm thấy không hề tự tin nếu như mình không có lan khử mùi. Mặc dù Linh có thể xịt nước hoa, Linh có thể làm rất nhiều thứ, nhưng cái vùng da dưới cánh tay nó mà bị ẩm, nó bị ra mồ hôi thì thực sự Linh cảm thấy không tự tin. Và Linh mong rằng là tất cả mọi người đều phải nhận định được cái điều đấy. Vì nhiều bạn cứ nói với Linh là ôi có thấy mùi đâu, có thấy ra mồ hôi đâu, có thấy gì đâu mà cứ phải lan. Không mọi người ạ, mùi cơ thể của mình không có người thấy, mà phần lớn là mọi người sẽ phải hứng chịu. Thế nên là làm ơn, có không người thấy hay người thấy thì hãy buổi sáng nên lăn khử mùi dưới cánh tay một lần trước khi ra đường. Linh có rất là nhiều loại, chung là cứ Linh cũng thi thoảng Linh lại đổi một cái hai cái để nó làm mới bản thân ấy. Thì Linh có cả cái dùng cả cái loại của cái này của hãng nào ta, Old Spa này rất nổi tiếng này. Old Spa cái dòng là dòng Timber có bạc hà khá là thơm. Loại này thì là loại sáp trắng, tuy nhiên là nếu mà mọi người mà mặc với cả áo đen thì có thể là sẽ bị màu. Linh còn dùng một loại Vichy nữa, nhưng lít loại Vichy không màu không mùi thì đã hết mất rồi. Đó đây cũng có ở đây. Mới đây Linh dùng thêm cái mùi này là cái mùi của Yves Rocher 24h anti transpirant, mùi lavender. Mọi người biết không, Linh không hề thích mùi lavender một tí nào cả, nhưng mà khi Linh dùng cái lăn khử mùi lavender thì rất là dễ chịu. Cái mùi lavender rất là dễ chịu và nó có thể khử mùi đến 24 tiếng thật. Đó là sáng Linh dùng đến tối Linh đi về Linh vẫn thấy không, cơ thể mình không có mùi gì cả đó. Và thứ ba là mọi người có thể mua cái thứ rất đơn giản ngoài thị trường, đó là Dove Original, đơn giản thôi, chắc mấy chục nghìn gì đó ngoài thị trường, không có alcohol luôn. Có thể làm giữ ẩm vùng da từ cánh tay mịn màng, rồi là làm trắng làm sáng các kiểu lên đến 48 tiếng đó, rất rẻ mọi người ơi, chỉ vài chục nghìn thôi. Nên làm ơn các bạn trai hãy sắm cho mình một lọ lăn khử mùi và dùng nó mỗi khi ra đường. Đừng để mỗi lần bạn giơ cánh tay của bạn lên, áo bạn ướt sũng và mùi bốc ra. Mới đến thôi mà mùa hè là tôi đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Tiếp đến là làn da trên cơ thể mình. Thì phải nói cho mọi người biết rằng là những cái vùng da nó rất là dễ gây mùi. Đó là vùng bẹn, vùng khỉu tay, nói chung là cái vùng đất gấp trên cơ thể, vùng gối. Đó là những cái vùng da mà rất dễ ra mồ hôi và dễ gây mùi. Thế nên là ngoài việc mình tắm sạch sẽ xong thì mình nên sử dụng những cái loại dưỡng thể vừa giữ ẩm cho da, da mình không bị ẩm, thì nó ăn da mình mà ẩm đủ ẩm nó sẽ bớt bị khô, bớt bị đổ mồ hôi rồi này nọ và ra mùi. Linh sử dụng nhiều các cái loại dưỡng ẩm lắm, nhưng mà mùa hè thì Linh rất là recommend mọi người dùng cái dòng sản phẩm body yogurt của The Body Shop, bởi vì nó thấm rất là nhanh, dịu nhẹ và mùi thơm thì mọi người ơi, cắt tút này, xương rồng là cái dòng mà Linh đang cực kỳ thích của The Body Shop. Ngoài ra thì cái lọ mùi xoài này cũng là một cái mùi rất là dễ chịu, nhưng mà nó hợp với con gái hơn vì nó khá là ngọt. Còn cái mùi cắt tút kia rất là mát. Ngoài ra thì các bạn nam thì có thể sử dụng các loại dưỡng ẩm khác của nam trên thị trường, có rất nhiều, có thể tham khảo nha, mua ở siêu thị đảm bảo an toàn chất lượng. Tiếp theo đó là hãy sử dụng nước hoa nếu như bạn đi đâu đó gặp ai đó quan trọng. Với những bạn nào mà tiết kiệm không muốn dùng nước hoa nhiều, còn với những người như Linh hoặc những người ngựa như Linh thì sẽ dùng nước hoa hàng ngày. Thì mùa hè này là cái mùi mà mọi người nên dùng những cái lọ nước hoa nó mát mẻ một chút xíu. Và ban ngày thì Linh hay dùng cái lọ Aqua, BVL Aqua này, mùi rất là mát fresh như vừa mới tắm xong, hoặc là lọ Santa Barbara này của Le Labo, nói chung là mùi rất thích mọi người ạ.
Mọi người cũng request Linh làm một cái video về nước hoa đó, nhưng mà các bạn ở Sài Gòn nên không có mang vào nhiều, chỉ có tầm 5-7 lọ thôi nên cũng không thể làm được một lọ tổng hợp cho mọi người. Còn buổi tối thì có thể dùng những cái mùi nó ấm áp hơn một chút xíu với cái thời tiết mùa hè khá là mát mẻ buổi tối ở Sài Gòn, thì Blue de Chanel cũng là một cái sự lựa chọn phù hợp. Còn Linh thì hiện tại bây giờ là ngày nào cũng dùng Santa Barbara. Trời ơi, mùi gỗ gì ta, đàn hương à? Nói chung là mùi gỗ thông hay đàn hương đấy mọi người, đỉnh ca của nước hoa. Hallelujah. Rất thơm. Ngoài ra thì cái việc mà mọi người đi ra đường, mọi người đi vào những chỗ khói bụi, đồ ăn, đồ uống, thì Linh đã có một video nói về vấn đề đấy rồi. Thì để giữ cho cơ thể mình thơm tho, quần áo thơm tho, có thể người bạn thơm nhưng quần áo bạn sẽ không được thơm tho nữa nếu như mà bạn đi vào những chỗ có mùi. Thì ở đây Linh có cái lọ nước hoa này, nước hoa cho vải. Nó có rất nhiều mùi, mọi người ạ, đi có hai lọ cơ. Lọ này là lọ đây ở nhà, là lọ Normal, hãng này là hãng Normal Perfume Green Healing Garden. Cái này ấy, là mọi người yên tâm nha. Nói chung là nó có antibacterial effect đến 99%, có khả năng khử khuẩn này, có khả năng khử mùi này, có khả năng hoàn toàn không gây dị ứng bởi vì không dùng hương liệu mà hoàn toàn là thiên nhiên nha. Không có một chất bảo quản hay một chất độc hại gì cho cơ thể cả. Nói chung là Linh hay xịt lên quần áo của Linh trước khi Linh ra đường. Thực sự ấy, mùi rất là thơm. Bởi vì là nhiều khi bạn dùng nước xả vải, mùi của nó khá là hắc, thì với những cái lọ mùi như thế này thì nó dễ chịu hơn rất là nhiều và nó giữ ở trên mùi mình thơm lâu hơn. Đó thì Linh có một lọ để công ty để Linh đi ăn buổi trưa về Linh xịt, hoặc là Linh khi ra đường buổi tối Linh cũng xịt một cái này một lần cho nó, mình dùng nước hoa lên để cho cái phần cơ thể mình nó thơm tho. Và hãy Linh dùng cả cái này và đồ lót của Linh nữa cho đồ lót nó thơm tho sạch sẽ. Đó rồi, và có một thứ mà tôi không hiểu sao tôi dùng, mọi người lại cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh, đó là phấn rô. Linh đi tắm thường ấy, là mùa hè Linh đi tắm xong, sau khi lau khô người Linh sẽ dùng phấn rô xoa lên người của Linh để nó hút ẩm và nó thơm tho sạch sẽ. Nếu như Linh không dùng body lotion, không dùng dưỡng ẩm thì Linh sẽ dùng phấn rô. Đó, và thực ra phấn rôm này Linh còn dùng với một tí thứ nữa. Linh có thể dùng với, Linh đổ vào trong giày để cho giày của mình nó thơm tho này. À, nhắc đến giày, mọi người có thể mua cái loại Chafa ở ngoài hiệu thuốc, chỉ có 5.000 thôi, đổ ở giày giúp tôi để cho giày luôn luôn thơm tho sạch sẽ và tất tai, luôn luôn không bị ẩm, không bị hôi. Trời ơi, hôi chân là một cái thứ vô cùng kinh khủng luôn. Nhắc đến mùi thơm kinh khủng đó. Đó, hoặc không thì mọi người có thể sử dụng gì đây là phấn rôm cũng được. Đó, thì đó là những cái thứ mà Linh nghĩ rằng là mọi người có thể sắm sửa. Và làm ơn hãy thơm từ đầu đến chân giúp tôi, bởi vì là bạn có thể không đẹp, bạn có thể không ăn mặc không lồng lộn, nhưng bạn thơm tho sạch sẽ, bạn gọn gàng ngăn nắp, bạn thơm sạch sẽ, thì đấy là một điểm cộng vô cùng to lớn rồi. Và tia Linh đi, mọi người làm theo những điều này Linh nói thì những người xung quanh mọi người sẽ rất biết ơn Linh. Và Linh mọi người sẽ cảm ơn Linh vì điều đấy. Rồi, nếu như mọi người thích gì mà Linh vừa chia sẻ, mọi người đừng quên like, subscribe và ấn hình cái chuông để nhận được thông báo khi ra video mới nha. Chào tất cả mọi người.